lấy cái bẫy, cái bẫy. Trời, tôi bị trốn đi đâu mà đi ông nội ơi. Lấy nó ra. Còn chú trốn bắt được con lũ trốn rồi bà con ơi. Trời đang quỷ thầy ơi. Nãy tao mới thấy mày đất thẳng, không biết mày hình đất quăng không gì mày. Nếu tao hỏi mày ai ra từ đây rồi hỏi gì gì mày. Bà sao tụi mày đây? Không sao đưa lại cái gì mày. Nghe tao hỏi mày trước khi nhìn tiền cỡ chặn mày về, lúc tử cũng chắc tới bà con mày đâu biết mày. Dạ, trước khi con việc cỡ chặn theo phò lên cậu, bà con của bác ở láng biển ơi. Ai có thương lượng ồn lộ quý đổ xăng theo phò lên cổ gì dưới bà con á. Trời đất ơi, chết được thương lộ quý đổ xăng gì dưới ông nội nào dám đưa mày vậy. Tao nói thì nói như vậy, để cho không cho thì tấm lòng của bà con của bác. Biết gì hả mày, nãy giờ chắc bố mệt lắm phải không, đúng miếng nước cho nó uống đi ông nội ơi. Ngồi dậy uống miếng nước nè mày ơi. Đã khác chưa, trời là trời mày sung như phun gà vậy ông nội. Chẳng có xuất hiện thú gì mày, ói trời ơi. Mày cái này không xuất hiện cho mày. Ủa trời trời gói, trời ơi trời. Cái gì vậy mày? Uống nước cũng không xong. Cái thằng dịch bắt, cái đôi miệng mày cháy, mày cháy tầm hai lỗ thở, thật lính trong con mắt mày đuôi hả mày? Chị thật là hết chuyện chế đâu, chế chế hai cái lỗ mũi nó nghẹt mẹ hai lỗ thở rồi ông tội ơi. Ủa trời hồn đăng khoa. Kiếm đăng khoa làm gì mày? Không đăng khoa đâu rồi. Nếu tôi phải chết theo phò linh cổ, ông hay tặng tôi hầm này như trong nhà nghe chủ trại hầm đang pha. Trời ơi, trời hết chuyện mày chết thì xin cái hầm này đẹp đó mày. Có ai chuyện không cho mày mày? Trời ơi, bà con mở mại đông đủ như vậy. Không ai thương tình ủng hộ sao? Tôi ở lắm, chắc ở ấp lắm biển tôi quấy gói hoài à. Mày gói cái gì nghe mày thanh khỏi chủ trại hầm đang pha, tặng cái buồn trời phò linh cổ về dưới nè mày. Có không mày? Em nói lại buồn trời. Lại cho mày. Má là chú cho hầm là lạ lùng như vậy. Thôi ông. Trời ơi, ông nội mẹ bơi vô bảo rồi à. Ngồi nằm xuống. Chế thầy. Chế thầy. Chế thầy mà. Chế thầy bảo. Trong đó nó cũng trời bỏ. Tăng gì nó có là bà con lá biển rồi. Theo cái gì trong sống là bà con lá gì. Ta móc đạn vô chống Trung Quốc ra. Nó quỷ thầy nói cho em nói cho nó vậy. Trung Quốc nè, mày đánh đại Việt qua nè, mày nhận tiền tàu cá Việt Nam nè, nuôi cua la nè. Trời cua la nó trong đây nổi gì ông nội ơi, nó dám chơi còn gì đấy, cái khác rồi cái tôi. Tao còn cái quả tiền gì còn mày móc cái lưỡi chắc tiền đó mày. Vậy thì tôi còn quả tiền cái phòng của bà con ơi, để cái áo lại dùng tao coi, chắc chặt lên. Đi từ từ đó mày ơi. Hả? Mày đó mày chở người ơi mày. Mày đã xuất lên chân. Mày đã đây mày chà mày chà thì con lộn nằm dưới này. Nó quánh nhập bộ chỉ huy đâu sao? Mày là để xuất lên đây mày ơi. Trời ơi là trời. Mày ơi. Để xuất lên. Đây nè, bà con cũng quyên góp gỡ tặng mày thêm 2 tấm nữa nha mày. Rồi rồi. Chuẩn bị sửa tử. Hả? Hả? Không bị lé vô đập chúng ta ra đây. Hết chữ chưa lé đập trời ơi. Thành tôi đây thì lé mẹ. Chuyên. Đến. Hai. Ba. Thôi chứ chúng ta đến đây là một chút hướng cho tôi trở lại để hoàn thành chuyện đó.